Vâng, cảm ơn quý vị trở lại màn hình Thế giới tuần qua với anh Quốc Bình và Xuân Phương. Thì không biết anh Quốc Bình có cập nhật gì Olympic không? Không, thì đang nói Thụy Sĩ của chương trình lần trước á, mình nói ủa như vậy lỡ mà làm tưng bừng bao nhiêu đem cả căn nhà Thụy Sĩ đến mà lỡ không thắng thì cũng quê lắm đúng không? Không sao, chơi vui thôi. nhưng mà Thụy Sĩ đó nghe nói là có 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đó là cập nhật của vào ngày thứ 6. Thì đó là coi là cũng vui vui, nhưng mà mặc dù là phải nói là Hoa Kỳ đó là phải nói là cái ngày đầu tiên mà thi đó là Hoa Kỳ đã giật một cái huy chương vàng đầu tiên. Thì phải nói đó là nhiều khi đó Xuân Phương không phải là vui chơi không, nhưng mà nó cũng ví dụ như là Việt Nam một ngày nào đó mà mình trở thành một cường quốc đó, dẹp được cộng sản đi ra ngoài một bên á, thì mình cũng phải để ý đến vấn đề ngay cả đi thi á, cũng phải chú trọng là tối thiểu phải giành được giải, không phải như lần này rồi không thấy Việt Nam đâu hết trơn. Đúng không? Mặc dù vậy nó rất là tâm lý, đúng không? Tâm lý về cái tinh thần dân tộc. Đúng. Nếu mình muốn một cái quốc gia phát triển đó, người dân phải có cái tinh thần dân tộc cao. Đúng. Mà muốn tinh thần dân tộc cao đó, đi ra phải ngẩng mặt lên trời. Nhưng không thể nào cứ lủi đi, mà giống như là nhiều người, mà ngay cả những người mà gọi là chính khách của Việt Nam đó, mà đi á, cứ cầm cái sổ thông hành hả, gọi là passport của Việt Nam đi đó, là đi đến đâu cũng giống như là đi lủi á, chứ không có vinh dự. Thì phải nói là một cái để làm cho người ta vinh dự là chẳng hạn như cuộc thi này là mình dựa trên một số cái sở trường của mình để mình thắng được người ta. Đúng, thì thật sự như anh Quốc Bình nói là có nhiều người họ chỉ nhìn cái những cái Thế vận hội Olympic nói chung là một cái sự kiện thể thao, nhưng mà thật sự đây là nơi mà cái tinh thần dân tộc nó được nâng cao nhất. Quý vị thấy ngay nhà Thụy Sĩ, là quý vị thấy rằng tại sao phải đem nguyên cái nhà Thụy Sĩ đến, không phải là phô trương gì hết, bởi thực sự đó là một cái căn nhà gỗ cũng không có gì là đặc biệt lắm, nhưng mà nó tạo một cái nơi để cho những vận động viên của mình cảm thấy tự hào, và cái lá cờ gắn trên đó tạo cái sự như là cái căn nhà, cái nơi mà mọi vận động viên Thụy Sĩ có thể đến, và ở đó họ cũng quảng bá những cái gì của về Thụy Sĩ. Đó là một cách để phô trương cái tự hào dân tộc của mình. Thành đúng. Ra nước nào cũng vậy. Phải nói là thật sự là một điều mà phải nói đến khi những cái cuộc thi Việt Nam thì vùng châu Á đó, SEA Games rồi cũng những cái cuộc thi trong khu vực đi. Nhưng mà thật sự ra đó là trong khi tất cả những quốc gia mà mình thấy đó họ rất là đầu tư và lo cho vận động viên. Đúng. Ngay cả huấn luyện, mà ngay cả không phải là đầu tư trong cái cuộc thi không, mà họ phải chuẩn bị cái người thi của họ từ lúc mà có thể là từ lúc phát hiện để mà 5 năm sau, 10 năm sau cái người đó đi thi đó. Rồi từ cái chuyện huấn luyện đó cho đến chuyện mà chăm sóc. Còn nhiều khi những cái câu chuyện Việt Nam nghe buồn lòng lắm, vì những cái thể thao viên của Việt Nam mình đi đó, nhiều khi là ăn mì gói hoặc là tự lo cho những người này, ngay cả là quần áo rồi những cái chi phí cá nhân á, là thật sự cái tiền cho gọi là cái ủy ban mà lo về đi thi á, trao cho họ thì không được bao nhiêu, mà chưa kể còn bị ăn chặn một phần rồi, mà ngay cả cho dù mà được giải gì đó mà được đem về đó thì cũng không có lạc, giống như là quý vị thấy là Super Bowl vừa rồi không? Đúng. Đem một cái giải đó về cho cả một cái thành phố luôn, họ nghĩ gần như là nghỉ học luôn á, để mà tưng bừng. Cái sự vinh dự đó nó giúp cho cái động lực người ta phải đấu tranh hoặc là phải cố gắng hơn nữa. Còn Việt Nam mình rất là nhiều thể thao viên thắng giải về gọi là âm thầm đi về. Một số bạn bè thì có thể là vẫn ăn mừng, nhưng mà rất là âm thầm. Đúng, thì quý vị thấy rằng thật sự khi mà mình nhìn một cái, như anh Quốc Bình nói, cái sự chuẩn bị cũng như cái sự hỗ trợ của chính phủ, của người dân đối với các vận động viên mà được chọn để đi, những người được chọn là một cái vinh dự cho họ, và những người ở nhà, những người như chính phủ phải ủng hộ cho họ, đó là cái trách nhiệm, bởi vì những người này đang đại diện cho cái quốc gia. Thành ra đây là một cái sự kiện chúng ta có thể nhìn nó như một sự kiện thể thao, nhưng mà nó hoàn toàn khác với những cái thí dụ như quý vị thấy những cái đội bóng đá vẫn thường đá với nhau ở Anh Quốc hay Tây Ban Nha, nhưng mà tất cả những cái vận động viên khi mà đá theo đội tuyển, khi mà đá World Cup thì phải về với đội tuyển, phải về với đội của quốc gia, bởi vì không có cái chuyện mà bán cầu thủ khi mà những cái trận tranh tài dưới một lá cờ quốc gia. Thì nói đến tinh thần quốc gia thì phải nói là làm sao mà mình làm được cái tinh thần quốc gia hoặc là dân tộc khi mà chính những người đại diện của quốc gia đó
lại là những người bị mang những cái tội như ăn cắp ngà voi từ Phi Châu nè, hoặc là ăn cắp siêu thị con của những ông lớn á. Ừ. Có những cái bài báo lên án đó là đi qua làm lãnh sự hoặc là chức năng ngoại giao không à, mà đi vô ăn cắp siêu thị thì gọi là khi mà cái đạo đức của những người gọi là lãnh đạo như vậy đó thì làm sao mà khuyến khích được những người dưới để mà họ làm tốt. Mà trong khi đó nữa đó, để mà nói đến những cái tinh thần dân tộc để mà trong những cuộc thi đó, thì phải nói là khi mà người Việt Nam mình đi thi thì người Việt Nam mình thì cũng nhỏ con, cũng có yếu thế chỗ này và mạnh thế chỗ kia, nhưng mà thật có cái tinh thần á là cái quan trọng mà phải bồi dưỡng và phải có sự đầu tư thích đáng nào đó. Thì nhìn vào những cái quốc gia mà nhất là mình ở Mỹ đó, Mỹ lúc nào đi đâu cũng dẫn đầu á, mà cái tinh thần dân tộc nó rất là cao á, thành thử là mình thấy mà thèm thuồng cho tại khi nào thì người Việt Nam cái tinh thần dân tộc mới cao vậy. Mà không nhất thiết là mình phải to thằng bằng Mỹ, chắc Nhật đi cũng nhỏ bé vậy, nhưng đúng, mà tinh thần dân tộc họ rất cao. Tại sao Việt Nam mình nó không cao được vậy? Thì nếu mà thật sự trong cái vấn đề mà tinh thần dân tộc, nếu mà không có cái sự tổ chức, cái sự hướng dẫn từ cái gọi là cái chính quyền để cho mọi thứ nó đi xuống từ giáo dục, đưa được vào cái tinh thần dân tộc vào từ giáo dục, từ những người mà có quyền hành là phải những người như bên Nhật nói là những người phải làm gương, thì làm sao người dân có được, đúng không? Đúng vậy. Thật ra làm gương thì như bên Nhật quý vị thấy là họ cái tên họ cao lắm. Ví dụ bê bối một chút á mà bị lên án cái là họ từ chức liền. Chứ còn như Việt Nam lại ngược lại. Còn đi chưa có kiếm văn hóa từ chức. Không có văn hóa từ chức, mà còn chưa kể đó là còn đi dí những cái người nhà báo hoặc là đi trù dập những cái người mà khui tụi mình ra. Cái hệ thống tư pháp nó lại thông đồng với lại cái hệ thống của gọi là hành pháp để mà toa rập lại thành một cái lực lượng để mà làm cho cái người dân họ khiếp sợ, đủ khiếp sợ để mà đừng lên tiếng. Thì trở lại với một chút cái gọi là cái tinh thần dân tộc mà mình thấy là trong những cuộc thi Olympic á, thì thật sự là Hoa Kỳ đem là một cái vinh dự. Mặc dù á, là mình không đi thi gì hết nhưng mà mình cũng cảm thấy vinh dự. Chứ hay như là Hoa Kỳ là có một cái huy chương vàng giật là cái đầu tiên. Xong mà Hoa Kỳ cũng thường lúc nào cũng là đứng đầu, hoặc là hồi lần trước hình như là Hoa Kỳ cũng là đứng đầu về cái số lượng huy chương mà có. Trong lần này thì cuộc thi vẫn còn, mới có 7 ngày trôi qua thôi, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đang là một trong những quốc gia dẫn đầu. Tiếc là có một quốc gia đang ngán trước mặt nữa là Norway. Không bằng bây giờ vào ngày thứ chiều thứ 6 thì hai Hoa Kỳ với Na Uy đã bằng cái số lượng. Nhưng mà thật sự thì Na Uy có cái lợi thế hơn về Thế vận hội mùa đông, bởi vì thật sự những vận động viên của Na Uy hồi trước giờ luôn nổi tiếng là rất giỏi trong Thế vận hội mùa đông. Nhưng mà thật sự Hoa Kỳ là một quốc gia mà chúng ta phải nói rằng mùa hè hay mùa đông gì họ đều toàn diện. Đúng rồi, thiệt thật là như vậy. Mà nói đúng đó thì Na Uy thì quốc gia ở Bắc Âu là thật sự là có tuyết, một xứ sở gọi là điểm mạnh rất của họ là đông, quen thuộc với lại mùa đông và những thể thao mùa đông. Và họ đang có 13 cái giải, tổng cộng là cộng gọi là vàng và silver và bronze. Còn Hoa Kỳ cũng có đang có 13 cái, cho nên đứng cũng ngang hàng. Rất là vâng. Nhưng mà phải nói là cái quốc gia Thụy Sĩ hôm nãy Xuân Phương á, thì cũng không uổng công họ đem cái nhà Thụy Sĩ, tại vì họ đứng được thứ 7 Xuân Phương, cũng là một trong gọi là top 10. Đúng, mà thật sự thì Thụy Sĩ cũng là một quốc gia chuyên về ski cũng rất là nhiều. Quý vị thường nghe nói là đi ski ở Thụy Sĩ, bởi vì đó là có những cái bãi ski mà đẹp nhất trên thế giới, người ta nói. Thì nói chung trở lại thì sau không đó biết là thì mình đang nhìn những quốc gia cộng sản thì có lọt được vào quốc gia nào không. Chắc như là China thì đứng hàng thứ 11 về số lượng mà huy chương. Czech Republic bây giờ thì không còn cộng sản nữa nha, nhưng mà họ cũng được 3 cái. Poland nhờ không còn cộng sản, chứ nếu mà còn cộng sản chắc không được cái nào. Chắc như là Ukraine là một quốc gia mà theo tình hình cập nhật nhất là có được một cái duy nhất, cái bronze. Nhưng mà Ukraine đang lủng củng tùm lum mà thứ. Cũng được cái xong rồi thấy cũng rồi hay còn là giỏi đó. Còn chắc như Việt Nam thì không thấy đâu rồi, đúng không? Venezuela không thấy đâu. Thì phải nói là những cái quốc gia mà họ tôn vinh những cái tự do cá nhân, họ bảo vệ những cái quyền sở hữu trí tuệ, những quốc gia thường là thể loại đó là những quốc gia tư bản rồi. Những quốc gia cộng sản thì nó lại mất cái tính mà bảo vệ quyền con người hoặc quyền tự do cá nhân, cho nên không phát triển được con người, không phát triển được cái độ mà độ phát
huy của cái khả năng cũng như là cái tiềm năng của con người, thì nó thể hiện qua những cuộc thi này như vậy. Nhưng mà thật sự không phải là người Việt Nam mình là dở nha. Người Việt Nam mình đó, ngay cái trước lúc mà năm 1975 thì cũng từng đi thi bao nhiêu cuộc thi Thế vận hội hoặc là cuộc thi trong khu vực á, lúc nào cũng có giải hết. Vâng, thì đó là một cái điều mà thật sự chúng ta thường thường người ta nói càng về sau thì người ta phải tiến lên. Nhưng mà đáng tiếc rằng cái chế độ Cộng sản làm cho Việt Nam chúng ta như là đi thụt lùi. Như là thí dụ như Nam Hàn ngày xưa trước năm 75 thì đã từng là phải cử những đoàn quân đội hay là chuyên viên khoa học sang Việt Nam để mà cùng để học hỏi. Nhưng mà bây giờ ngược lại thì Nam Hàn cách xa chúng ta rất là nhiều, thì tất cả những cái đó là thiếu cái sự gọi là tôn trọng luật pháp, thiếu cái sự mà thật sự phát triển cái đời sống cho người dân, cho nên là Việt Nam thực sự đã thụt lùi rất nhiều so với các nước khác. Vâng, thì nếu mà nói đến quốc gia chủ nhà thì ai cũng quan tâm là đang đâu rồi. Nhưng mà cũng không đến nỗi tệ, bởi vì là Nga có được 12 cái huy chương bây giờ, nhưng mà mới có 7 ngày thôi, nhưng mà cũng là bám sát Hoa Kỳ ở trong lĩnh vực mà gọi là chạy đua. Thật sự nó vẫn nói cái tinh thần mà chạy đua nha Xuân Phương nha. Không phải là chạy đua của những thể thao viên hoặc là vận động viên, mà là còn chạy đua của quốc gia, nó nhiều khi cũng có mặt mũi cho quốc gia trong này. Ồ, rất là nhiều, đặc biệt là cái Olympic kỳ này thì ông Putin đặt rất là nhiều hy vọng là cái Olympic này sẽ giúp gọi là gây dựng cái uy tín của ông ta, và cũng gần như là một cái di sản mà ông ta sẽ để lại sau này nếu như là Sochi là một cái Thế vận hội được cho là thành công. Và đặc biệt là nếu như kỳ này, bởi vì Nga cũng là một trong những quốc gia rất mạnh về thể thao, và cái kỳ vừa rồi thể thao Olympic mùa đông ở Vancouver vừa rồi 4 năm trước đó, thì Nga đã có cái kết quả rất là tệ, cho nên đây là một cái cuộc mà ông Putin rất muốn là gọi là gỡ lại. Vâng, thì bây giờ thì Việt Nam đang ở đâu kính thưa quý vị? Việt Nam hình như là đang bị khổ sở với lại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta xin mời quý vị trở lại là màn hình sau phần quảng cáo với tại sao khổ sở với Liên Hiệp Quốc với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong tuần qua mà cho nên chắc là không tham gia được Olympic mùa đông. Mời quý vị cùng giữ màn hình.